một người cha và con trai lát giấy vệ sinh trên sàn nhà. Cuộn tròn trong phòng tắm, nghe thấy ai đó gõ cửa, người đàn ông ấn chân vào cửa, sức nặng của cuộc đời khiến đàn ông không khỏi thổn thức. Nhưng anh ấy vẫn hạ giọng, đây là một đoạn kinh điển trong When Happiness Comes Knocking. Video này là một cậu bé nghèo từ con số 0, câu chuyện về cuộc đấu tranh để trở thành triệu phú. Video này dành cho những ai còn đang phân vân, hy vọng không có gì bất lợi. Câu chuyện bắt đầu ở Mỹ trong thời kỳ suy thoái. Trong thời kỳ suy thoái, Chris trở thành người vô gia cư, để hỗ trợ gia đình, hãy là một người bán hàng. Anh ấy đã mua thiết bị y tế bằng tất cả tiền tiết kiệm của mình. Tôi nghĩ đó là một công việc kinh doanh có lãi, nhưng thiết bị đo đạc quá đắt, không ai mua, dụng cụ chỉ có thể để ở nhà cho khỏi ấm mốc. Để hỗ trợ gia đình, vợ của Chris làm hai công việc mỗi ngày, nhưng họ vẫn không có tiền để trả thuế, tiền thuê còn nợ 2 tháng, chiếc xe cũng bị kéo đi vì vi phạm, mọi thứ đều đến với anh ấy. Đã lâu rồi anh ấy không cười. Một ngày, Chris nhìn thấy những người thuộc tầng lớp thượng lưu lái những chiếc xe hơi sang trọng. Anh ta tóm lấy người đàn ông, hãy tò mò hỏi anh ta xem anh ta làm gì. Người đàn ông nói với anh ta, là một nhà môi giới chứng khoán. Hãy nhìn vào sự đoan trang của người đàn ông này, hãy để Chris gieo một hạt giống trong trái tim anh ấy. Anh ấy sẽ trở thành một nhà môi giới chứng khoán, mỗi ngày đều hạnh phúc như họ. Sớm, Chris bắt tay vào hành động, anh ấy đi học lớp đào tạo của một nhà môi giới chứng khoán. Bởi vì anh ấy chỉ có bằng tốt nghiệp trung học, SA không muốn thuê anh ta, từ chối anh ta, nhưng Chris không bỏ cuộc. Anh ta tìm thấy trưởng bộ phận nhân sự của công ty, bán mình cho anh ta, hy vọng nó sẽ có ích, nhưng lại bị bỏ qua. Anh ấy không chán nản, anh ấy biết mọi thứ không bao giờ dễ dàng. Anh ấy đã đợi ở tầng dưới được một tháng, cho đến khi bạn gặp lại giám đốc nhân sự, nói chuyện với anh ấy, giả vờ đi cùng con đường với anh ta, chỉ cần bắt taxi cùng nhau. Sau khi lên xe, Chris đã bán mình, nhưng người giám sát đã phớt lờ anh ta. Tôi đã chơi với món đồ chơi nổi tiếng trên internet khối Rubik vào thời điểm đó. Người giám sát đã rất vất vả, thật khó để nói điều này, nhưng Chris nói rằng anh ấy có thể. Người giám sát không tin điều đó, nói thậm chí cho anh ta một ngày, anh ấy cũng không thể đánh vần nó. Nhưng ngay sau đó người giám sát đã thay đổi sắc mặt. Dưới trí óc nhanh nhẹn của Chris, khối Rubik được hoàn thành cạnh nhau. Khi nào đến, chờ cho đến đích, khối Rubik đã hoàn thành. Người giám sát choáng váng. Anh ấy đối mặt với Chris lần đầu tiên, nhưng vẫn không có trả lời cho Chris. Người giám sát ra khỏi xe và rời đi, nhưng không được trả tiền. Chris xem giá vé $18. Tôi đã suy nghĩ tồi tệ. Anh ta không có tiền để trả tiền vé. Anh ta chỉ có thể ra khỏi xe và bỏ chạy. Anh ấy xin lỗi khi chạy. Sự bối rối của thế giới người lớn. Khoảnh khắc này chạm đến trái tim. Anh ấy đã chạy đến tận ga tàu điện ngầm. Người lái xe taxi làm theo. Không có bất kỳ sự lựa chọn nào. Chris phải lên tàu điện ngầm, nhưng xui xẻo theo sau. Dụng cụ bị bỏ lại bên ngoài xe. Một công cụ là chi phí sinh hoạt của một tháng. Bây giờ nó đã biến mất. Sự suy sụp của người lớn có thể chỉ trong tích tắc. ZTE, Chris gọi cho vợ, nhưng người vợ chán ngán với hai công việc một ngày. Cô ấy đang rời bỏ Chris, sống lại lần nữa. Chris chạy về nhà trong mưa. Khi về đến nhà, mọi thứ đã biến mất. Chủ nhà cũng đến thúc giục tiền thuê nhà, để Chris ra ngoài nhanh chóng. Chris đã phải nói giúp sơn nhà, trì hoãn việc này trong một tuần. Nhưng rất may, có tin tốt hôm nay. Người giám sát đang gọi, gửi anh ấy đến cuộc phỏng vấn. Đây là hy vọng duy nhất của anh ấy. Nhưng cuộc sống là làm trò cười cho con người. Một ngày trước cuộc phỏng vấn, anh ấy đang sân tường, có tiếng gõ cửa. Mở cửa, cảnh sát đang ở bên ngoài. Chris đã không trả tiền phạt quá lâu, anh ta bị giam giữ. Tại đồn cảnh sát, anh ta van xin một cách cay đắng, nhưng vẫn bị nhốt cho đến sáng hôm sau. Anh ta gọi cho vợ cũ, mong cô ấy chăm sóc con trai thêm một đêm nữa. Nhưng phần khó thực sự là phải làm gì với cuộc phỏng vấn vào sáng hôm sau. Vừa được phát hành vào ngày hôm sau, Chris đang chạy trên đường vì sắp đến giờ phỏng vấn. Thời gian không còn nhiều, anh ấy không có thời gian để thay quần áo. May mắn thay, anh ấy bắt kịp, nhưng trang phục của anh ấy đã khiến người giám sát và ông chủ phải cau mày. Anh ấy đã giải thích, mặc dù rất muốn gây ấn tượng với họ, nhưng xin lỗi, tự giam mình để bị phạt. Ông chủ tiếp tục đặt câu hỏi, những lời nói chứa đầy sự ngờ vực, nhưng Chris đề xuất bản thân theo cách đó. Tính cách của tôi là như thế này, nếu bạn hỏi tôi một câu hỏi và tôi không biết câu trả lời, tôi sẽ nói với bạn rằng tôi không biết, nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn, tôi biết cách tìm ra và tôi sẽ tìm hiểu. Ông chủ hỏi một câu cuối cùng, nếu thừa nhận một anh chàng mặc áo phông luộm thuộm, bạn sẽ nghĩ sao? Và câu trả lời của Chris là hoàn hảo, vậy thì chiếc quần của anh ấy phải rất lạ mắt. Câu trả lời hài hước của Chris khiến ông chủ bật cười. Chris đã vượt qua cuộc phỏng vấn, không có lương trong thời gian thực tập, hai cha con phải sống ra sao nếu không có tiền tiết kiệm. Nhưng anh ấy không muốn bỏ cuộc, quyết định đánh vần nó một lần. Chris và Son dọn ra khỏi nhà, đăng ký vào một nhà nghỉ. Sau đó, cuộc sống thực tập của Chris bắt đầu. Công ty đặc biệt nghiêm ngặt, chỉ một trong số 20 sinh viên thực tập được tuyển dụng. Việc đánh giá dựa trên kết quả bài kiểm tra viết, nhưng cũng tập trung vào hiệu suất. Chris không chỉ cần giao hàng, cũng chăm sóc con trai tôi. Anh ấy đến công ty rất sớm mỗi ngày, để tiết kiệm thời gian, hãy gác máy và không bao giờ đặt điện thoại xuống, để không phải đi vệ sinh, không bao giờ uống nước trong giờ làm việc, đón con trai tôi từ nơi làm việc lúc 4 giờ, sau đó băng qua phần lớn thành phố để trở về dinh thự. Vì anh ấy da đen và trình độ học vấn không cao, huấn luyện viên của anh ấy thường gọi anh ấy để anh ấy làm việc vặt và mua đồ, nhưng điều đó vẫn không ngăn cản anh ấy. Anh ấy thực hiện rất nhiều cuộc gọi mỗi ngày, mặc dù không ai sẽ nói chuyện với anh ấy. Nhưng một ngày, Chris cuối cùng cũng chào đón quý tử của mình. Có một khách hàng đã bị lừa, đã cho Chris một cơ hội, chỉ 20 phút để Chris đến văn phòng của anh ấy, họ có thể giao tiếp. Chris quyết định chiến đấu, anh ta mặc quần áo và vội vã lên đường, nhưng huấn luyện viên khó chịu lại gây rối. Anh ấy đã nhờ Chris giúp anh ấy đậu xe, quan chức cấp một đè chết người ta. Chris đã phải nói có, chờ cho đến khi Chris đến văn phòng của khách hàng, anh ấy đã chậm một bước, khách hàng vừa rời khỏi công ty. Không chỉ vậy, xe của người điều khiển cũng bị phạt, Chris phải trả tiền cho việc này. Ngày hôm sau, anh ta đưa con trai đi tìm khách hàng, thực hiện một chuyến đi đặc biệt để xin lỗi anh ấy. Sự hào phóng của khách hàng không quan tâm, cũng mời anh ấy đến trò chơi bóng, mặc dù Chris không nhận được sự hợp tác của khách hàng. Nhưng trong cơ hội này, Chris gặp rất nhiều người giàu có, anh ấy có nhiều mối quan hệ hơn, một cuộc sống hạnh phúc dường như đang vẫy gọi anh ấy. Nhưng thực tế thật phũ phàng, để anh ấy thức dậy lần nữa, vì thuế không được nộp nhiều lần, chính phủ chuyển tiền thuế trực tiếp từ thẻ ngân hàng, Chris đã bị phá vỡ, thiết bị y tế cuối cùng đã trở thành cứu cánh, nhưng bất hạnh không đến đơn lẻ, nó bị hỏng và không thể bán được. Vì nợ tiền thuê nhà, chủ quán đã ném đồ đạc của họ ra ngoài,
Họ là những người vô gia cư. Chris đi ngủ với một người bạn, nhưng không ai đáp lại anh ta. Họ chỉ có thể đến ga tàu điện ngầm. Chris đi tới đi lui một cách trống rỗng. Anh ấy không biết phải làm gì. Son hỏi anh ấy chúng ta sẽ đi đâu. Chris cũng không biết, họ đang ngồi vào chỗ của họ. Chris nhìn con trai mình, tôi cảm thấy mình nợ anh ấy rất nhiều. Chơi trò chơi với anh ấy, hãy làm cho anh ấy hạnh phúc. Họ sử dụng các công cụ y tế như cỗ máy thời gian. Hãy tưởng tượng chúng quay trở lại thời đại khủng long. Họ đã có một thời gian tuyệt vời. Con trai không còn thấp nữa, nhưng giống như sai dưới sự bùng nổ, nhạt nhẽo và bất lực. Họ đến nhà vệ sinh công cộng. Đây là nơi họ sống tối nay. Họ đang phủ giấy vệ sinh trên sàn nhà, cuộn tròn trên đó. Nghe thấy ai đó gõ cửa, Chris đặt chân vào cửa. Những khó khăn trong cuộc sống khiến Chris rơi nước mắt. Đây là điểm thấp của cuộc đời anh ấy. Ngày hôm sau, anh ấy tiếp tục đi làm, như thể không có gì xảy ra. Sau khi tan sở, đưa con trai tôi đi tìm một nhóm cứu hộ, nhưng họ chỉ chấp nhận phụ nữ và trẻ em. Không có lựa chọn, họ phải đến một nơi trú ẩn dành cho người vô gia cư. Những năm suy thoái, ngày càng có nhiều người vô gia cư bắn từ cửa đến giao lộ. Tại thời điểm này, người quản lý cho biết chỉ có thể có thêm 4 người. Những người vô gia cư nhảy vào hàng khi Chris không nhìn. Chris cố gắng lý luận với anh ta, nhưng kẻ lang thang chỉ nhúng tay vào. Người quản lý trực tiếp loại cả hai người, nhưng may mắn là đã có người đứng dậy, nói những người vô gia cư đã nhảy vào hàng. Điều này đã cho Chris một nơi để sống. Đêm, Chris đưa con trai đi ngủ, sau đó đi ra hành lang để sửa chữa cây đàn. Nếu buồn ngủ, bạn có thể đọc sách bên ngọn đèn đường. Chris đi làm vào ban ngày, chiều mẹ dắt con đi điệu. Mặc dù điều này, Chris vẫn chưa quên học. Sớm, kỳ thi viết bắt đầu. Chris hoàn thành bài tập một cách nhanh chóng, vì anh ấy đang dắt con trai đi tìm nơi ở. Chris bước ra khỏi công ty, vừa gặp ông chủ vay anh ta $5 để thanh toán. Chris do dự, $5 mặc dù không nhiều, nhưng đủ lâu, cuối cùng thì anh ấy đã mượn nó. Không có tiền, Chris đi bán máu. Đã mua các bộ phận để sửa chữa thiết bị, lấy tiền đi, đã mua các bộ phận để sửa chữa thiết bị. Tối nay, Chris cuối cùng đã sửa được thiết bị, đèn mà nhà cụ sáng lên, thắp sáng tương lai của Chris. Ngày hôm sau, cây đàn đã được Chris bán với giá $250. Như vậy là đủ để họ sống được 4 tuần. Đêm nay, họ ở trong một khách sạn, nhưng ngủ quên trên ghế sofa, vì cả hai đã quen với cuộc sống thăng trầm. Sớm, ngày cuối cùng của kỳ thực tập cũng ở đây. Chris không biết liệu anh ấy có được chấp nhận hay không, nhưng anh ấy bình tĩnh. Sau tất cả những gì anh ấy đã cố gắng, người huấn luyện tìm thấy Chris, để anh ấy đến văn phòng. Lúc này anh ấy lo lắng không thể giải thích được. Để giảm bớt căng thẳng, Chris đã pha trò, tôi nghĩ hôm nay nên mặc áo đẹp hơn, vì hôm nay là ngày cuối cùng của đợt thực tập. Cảm ơn bạn, chúng tôi đánh giá cao điều đó, nhưng nhớ mặc nó vào ngày mai, được không? Vì ngày mai sẽ là ngày đầu tiên bạn đi làm, nếu bạn muốn trở thành nhà môi giới tại đây, bạn có muốn Chris? Nghe này, Chris mắt đỏ, anh ấy đã không kìm được nước mắt. Tất cả những gì anh ấy đã cho, cuối cùng cũng được đền đáp. Khi anh ta quay đi, ông chủ đã ngăn anh ta lại. Ông chủ đã trả lại anh ta $5. Chris sải bước về phía trước. Tại thời điểm này, anh ấy rất tự tin. Anh ấy đóng gói, nhưng không chắc chắn, bởi vì anh ấy rất phấn khích. Anh ấy đi trong đám đông, không ngừng hoan nghênh sự kiên trì của tôi. Cũng hãy vỗ tay vì hạnh phúc đã gõ cửa. Kết thúc của bộ phim, Chris và con trai đi lang thang trong thành phố. Một người đàn ông da đen đi qua họ. Anh ấy là nhân vật gốc của When Happiness Comes Knocking, Chris Gardner. Bây giờ anh ấy đáng giá hàng triệu USD. Một số người muốn kết thúc cuộc sống khó khăn của mình bằng cái chết, nhưng chết còn khó hơn sống, vì bạn được xác định là sẽ chết. Sao không thử nhỉ? Chiến đấu cho cuộc sống của bạn. Cuối cùng, người biên tập rất táo bạo. Biên tập viên đã tham gia vào hoạt động của video dưa hấu. Nếu thích các bạn có thể vào video dưa hấu nhé. Like, comment and barat for me. Đó là nó cho video hôm nay. Hẹn gặp lại lần sau.